Chào các em, chúng ta tiếp tục thi nick số tiếp theo vòng trường khối lớp 7, có vòng 12 ha. Em chuẩn bị nháp và máy tính vào túi. Ta nhập mã thi. Bài thi đầu tiên. Công nhận là đề lớp 7 khó các em ạ. Đề lớp 7 là hơi khó đó. Khó nhất trong 4 khối. Số nguyên x nhỏ nhất để 3 phần x cộng 1 có giá trị nguyên. Vậy là x cộng 1. X cộng 1 là phải là ước của 3 ha. Và phải là cái ước càng nhỏ càng tốt. Vậy là x cộng 1 sẽ bằng trừ 3. Và lúc đó x sẽ bằng trừ 4 các em ha. Cái này thì các em giải bằng cách dùng tính chất phân phối 3x nhân x nè. Xin lỗi, x nhân 3x thì đúng hơn. X nhân 3x trừ cho x nhân 50 bằng 0. Lấy x ra dùng chung, ở trong còn 3x trừ cho 50 bằng 0. Hai thừa số nhân nhau bằng 0 thì một trong hai thừa số phải bằng 0. Vậy là x phải bằng 0. Hoặc nếu không thì 3x trừ 50 sẽ bằng 0. X bằng 0 thì là x bằng 0 rồi, còn 3x bằng 0 thì các em sẽ giải là x sẽ bằng 50 phần 3. Thì cộng hai kết quả này lại, 0 cộng 50 phần 3 thì nó ra này. Tổng số đo của hai góc phụ nhau là bằng 90. Hai góc phụ nhau là có tổng số đo bằng 90 các em nghe. Câu 4. Câu 4 thì các em sẽ thấy bên trái là 2 mũ 3x cộng 2 là không thể biến đổi rồi. Còn bên phải là 4 thay đổi thành 2 mũ 2. Tất cả mũ x cộng 5. Vậy từ đây các em để ý tiếp là 2 mũ 2 tất cả mũ x cộng 5 lại bằng 2 mũ 2 nhân cho x cộng 5. Tới đây mình thấy hai lũy thừa bằng nhau mà cơ số giống nhau rồi thì hai số mũ phải bằng nhau. 3x cộng 2 sẽ bằng 2 x cộng cho 5. Rồi dùng kỹ thuật tìm x trong khóa học V71 thầy đã dạy thì các em sẽ tìm được x bằng nhẩm luôn 8 các em. Đây, 8 ha. Câu số 5, hai góc đối đỉnh thì phải bằng nhau thôi chứ làm sao? Ha. Câu 6, số đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt thì chỉ có một đường thôi. Qua hai điểm thì mình nối được một đường thôi. Cái này thay vô tính thôi. 1/3 trừ cho 1/2 là bằng -1/6, lấy trị tuyệt đối ra 1/6. Câu 8, tổng số đo ba góc cho một tam giác, trời hỏi nít à. Câu số 9. Câu số 9 thầy đã giải kỹ ở nít số 1 rồi các em nha. Thực ra giá trị tuyệt đối với x cộng 1 là bao giờ cũng lớn hơn -10 hết á. Cái này là cho là gây nhiễu thôi, cho là thừa không cần thiết. Bởi vì giá trị tuyệt đối thì bao giờ nó cũng lớn hơn hoặc bằng 0. Bét nhất là bằng 0 thì nó phải lớn hơn -10 rồi. Vậy cái chuyện lớn -10 là không phải lo nữa. Chỉ lo cái chuyện nhỏ hơn 35 thôi nha. Như vậy từ đây mình sẽ suy ra là -35 phải nhỏ hơn x cộng 1 và phải nhỏ hơn 35. Vậy x cộng 1 là một số nguyên không? Ở đây cái đề cho 7 các em. Số giá trị của x thỏa mãn là cái đề cho là tầm 7 á. Đề bị trật á. Đúng ra phải nói là x là số nguyên nha. X là số nguyên. Còn nếu mình chỉ nói số giá trị của x không không vậy thôi á thì x nó có thể là số hữu tỷ. Thì ở đây có hàng hà sa số, vô số luôn chứ không có hữu hạn như thế này đâu ha. Đề này bị sót em. Nhưng mà thôi mình tự hiểu là x thuộc z đi. Thì ở đây x cộng 1 cũng thuộc z. Những số nguyên nằm ở vùng -35 cho tới 35 là có -34,
âm 33 vân vân cho tới âm 10 123 cho tới 34 ha. Như vậy là các em sẽ có là 34 cộng 34 cộng 1. 34 cộng 34 cộng cho 1 là bằng 69 các em nhé, 69 số ha. Các em ngẫm nghĩ lời thầy nói các em sẽ hiểu thôi ha. Bài thi số 2. Một người đi với vận tốc không đổi là 60 km/h. Như vậy là quãng đường là S sẽ bằng 60 nhân T. Quãng đường 60 nhân thời gian. Thì lúc đó là T sẽ bằng S chia 60, tức là 1 phần 60 nhân S. Có nghĩa là thời gian sẽ tỷ lệ thuận với quãng đường theo hệ số là 1 phần 60. Như vậy thời gian người đó đi tỷ lệ thuận với quãng đường đi theo hệ số là 1 phần 60 đây các em. Trong một phẳng tọa độ OC, cái này thầy giải ở nít trước rồi các em ha. Thì mình có thể dùng mặt phẳng tọa độ. Các em đi thi, các em nhớ đem theo giấy kẻ ô á, để mình làm mấy bài có liên quan tới đồ thị nó nhanh hơn ha. Như vậy là ở nít trước thầy giảng rồi. Cái điểm B đối xứng với điểm A qua OS á, là nó nằm ở phía dưới này nè. Vậy là hoành độ vẫn bằng 3, mà tung độ sẽ bằng -5. Các em quay lại nít cũ coi nha. Xin lỗi, hoành độ là 5, tung độ bằng -3. Đây nó đây nè. Tính số đo. Góc A bằng 60 độ rồi thì tổng góc B và góc C là bằng 120, mà góc B 2 phần, góc C 1 phần. Như vậy là tổng là 3 phần, vậy mỗi phần là 40 độ ha. Bài toán tổng tỷ nè. 40 độ mà góc B chiếm 2 phần, như vậy là 4 x 2 là 80 ha. Năm cái 3 mũ 3 cộng với nhau. Như vậy là bằng 5 x 3 mũ 3. 5 lần 3 mũ 3. Đây dễ không ạ? Để đặt một quãng đường sắt phải dùng 480 thanh ray dài 8 m. Và tổng số mét là bao nhiêu? 480 nhân 8 là bằng 3840. Bây giờ thay bằng 12, vậy lấy 3840 chia cho 12 ra 320 thanh. Ngay cái búa đang đứng luôn. Cái bài này thì thầy làm ở nít trước rồi nha. Bài này thì dễ. Từ dữ kiện đề cho, các em nhân hai bên của công thức thứ nhất cho 1/5, nhân hai bên của công thức thứ hai cho 1/3. Vậy các em sẽ có là x trên 10 là bằng y trên 15 và bằng luôn là z trên 14 ha. Và đặt cái này bằng k đi. Như vậy lúc đó x trừ y cộng z sẽ thành 10k, trừ cho y là -15k, cộng z đó là cộng cho 14k ha. Và theo đề thì cái này bằng -21. Từ đây các em sẽ tìm được k bằng -3. Mười trừ 15 là bằng -5, đúng không ta? -5 cộng 14, 10 nè. Ủa, 14 ở đâu vậy? 12 chứ, xin lỗi các em, 12 chứ. Nhân cho 3 mà. Rồi, 22 trừ 15k là bằng -7, là bằng 7. Trừ 21 chia 7 được -3. Như vậy là bây giờ x cộng y mà trừ cho z á, là nó sẽ bằng 10k cộng 15k trừ 12k. 25 trừ 12 là bao nhiêu? 13k.
mà k là bằng trừ 3, vậy nó sẽ bằng âm 39, mà lấy trị tuyệt đối nữa, vậy là bằng 39. Các em lấy các cái cặp này thay vào công thức nào mà nó đúng cả 4 á, là được. Ở nick trước là thầy chọn cái công thức này rồi đúng không? Thử lại đi, trừ 2 nhân 0,5 đúng bằng 1 luôn. Trừ 1 nhân cho âm 0,5 đúng 0,5. 1 nhân cho âm 0,5 đúng luôn. Rồi ok, cái này các em. Bài này thì có ở trong khóa học V72 ha. 4 thay đổi thành 2 mũ 2. 2 mũ n thì để nguyên. Nhỏ hơn hoặc bằng 2 nhân 16. 16 là 2 mũ 4 mà nhân 2 nữa là thành 2 mũ 5. Vậy từ đây các em suy ra là cơ số giống nhau rồi, vậy số mũ là 2 nhỏ hơn n và nhỏ hơn hoặc bằng 5. Vậy n sẽ bằng 3 4 5. Đây. Chữ số tận cùng của 2 mũ 2009. Bài này thì cũng có trong khóa học V72 các em ha. 2 2 4 4 4 16, vậy là 2 mũ 4. Cứ 2 mũ 4 á là nó tạo thành một số có đuôi bằng 6. Rồi 2 mũ 2009 thì mình biến đổi về 2 mũ 4 đi. 2 mũ 2009. Cái này trong khóa học về V62 hay V72 đó thì dạy rất kỹ. Hình như V72. V62 cũng có nhắc tới ha, V72 là có cơ số âm nữa. 2009 chia 4 là được dư 1. 2009 chia cho 4 nè thì được 502 dư 1. 502 dư 1 là ghi 2 nhân 2 mũ 1. Không tin các em thử lại đi, 4 nhân cho 502 là 2008, nhân 2 nữa là hình 2009 thôi. Rồi 2 mũ 4 đó là một số có đuôi bằng 6. 2 nhân 2 nhân 2 nhân 2 là 16 đó. Mà số có đuôi bằng 6 mũ lên bao nhiêu thì cũng tạo thành số có đuôi bằng 6. Nhân cho 2 thì sẽ tạo thành số có đuôi bằng 2. Bóp. À, lấy máy dễ ra đập ác quá. Trong mặt phẳng tọa độ OSG A có tọa độ là 2-7. Thầy vẽ điểm A có tọa độ 2-7 nha. A nè, 2-7. Enter ở đây, nó đây các em. Bây giờ lấy đối xứng qua góc tọa độ. Góc tọa độ là điểm này. Đối xứng tức là cái này lớp 8 em mới học mà đây họ ra rồi. Cũng được. C đối xứng với A qua góc tọa độ, có nghĩa là góc tọa độ nó sẽ là trung điểm của đoạn nối AC các em nha. Đây là điểm A rồi ha. Đây là điểm A nè. Giờ ta lấy điểm đối xứng qua góc tọa độ này. Nó góc tọa độ nó lấy y như vậy nữa. Thì điểm đối xứng của nó sẽ nằm ở đây. Trừ 2,7 kìa. 2 này nhận góc tọa độ làm trung điểm ha. Đây. Tọa độ sẽ là trừ 2,7. Bớp. Đề dẻo. Không có câu nào gây khó khăn. Các em đi thi nhớ đem giấy kẻ ô theo để vẽ đồ thị cho nó nhanh ha. Bài thi số 3. Đừng để điểm rơi. Cái này chắc khó ha. Hy vọng là khó đấy. Tôi thích đề khó. Ha, cái này làm rồi. AB là 4 phần. AC là 5 phần. Còn EF 7 phần. Mà EF cũng là BC các em nha. 2 lần đưa E trừ cho AC là bằng 9 nè. Thì DE chiếm mấy phần? DE tức là AB đó. Mà AB là 4 phần. Vậy chỗ này thì ghi là 4P. 4B là coi như 4 phần đó.
Còn AC là mấy phần? AC là 5 phần. Vậy đây thì ghi 5P. Rồi 2 x 4 là 8 phần, 8 phần trừ 5 phần là 3 phần, 3 phần bằng 9 thì 1 phần sẽ bằng 3. BC là chiếm mấy phần? BC tức là EF, mà EF là chiếm 7 phần. Như vậy BC sẽ bằng 7 x 3 là bằng 21 ha. Quá dễ luôn. Cái nào bấm máy được em ơi. 1 phần 4 trừ cho phân số 1 phần 4 cộng cho 1 phần 9. Ở dưới là 1 phần 9. Lưu. Rồi. Bên kia 2 phần 3 cộng cho 7 phần 15. 2 phần 5 trừ cho 1 phần 6. Rồi lấy chia nhau. Trừ 9 phần 8 nha. Trừ 9 phần 8. Cái này ở đích trước làm rồi. Trừ 2,37 chu kỳ 1. Trừ 2,37 chu kỳ 1. Trừ 1067 phần 450. Trừ 1067 phần 450. Vậy các em nghe. Tham gia khóa học về 71 thì cái đó là mình làm nhanh. Vẽ hình. Cho tam giác ABC nè. Có góc bên 30, góc xem 50. Như vậy góc A là bằng 100 độ. Rồi tia phân giác của góc A cắt BC tại D. Vẽ hình đi game. Tính số đo góc ADC. Góc ADC bằng 80 thôi. Cái vẽ hình nó thấy liền hả? Nhá. Cho giác ABC có góc B bằng 30, góc C bằng 50, vậy góc A to bằng 100. Mà bị tia phân giác chắn đôi ra là mỗi bên 50. Góc ADC thì bằng 50 cộng 30, góc ngoài bằng tổng hai góc trong kề nó. Ha. Hoặc là dùng định lý tổng ba góc trong tam giác ACD cũng được. Mấy bài dễ quá thì không cần vẽ hình các em nhé. Mấy bài khó thôi. Bài này ở nít trước thầy giải rồi nhưng mà thầy chưa có giảng. Bây giờ nick này thầy có vẻ thông dong, thầy giảng cho các em nghe ha. Cho tam giác ABC có hai góc bằng nhau. Như vậy là tam giác cân đó các em. Thầy vẽ tam giác cân ha. Đó. Tam giác cân này có hai góc dưới bằng 50 độ. Năm mươi vậy ở trên sẽ bằng 100 á. Đó, 50 cỡ này. Rồi giải đi. Xóa này đi. Xóa này đi ha. Rồi thầy có tam giác nè. A nè. B nè. C nè. Góc B là 50. Như vậy bên kia cũng 50. Như vậy góc A này sẽ là 100 á. À 80 đó. Thì góc ngoài tại A. Góc ngoài tại A sẽ kề bù với góc trong kia mà. Như vậy là cái góc A ngoài nè là bằng 100 độ. Rồi cái góc A ngoài đó kẻ tia phân giác thì nó chắn đôi góc 100 độ đó ra thành hai góc 50 độ, đúng chưa? Quá dễ hiểu rồi, gì nữa. Giờ thầy bỏ cái 100 này đi cho các em đỡ rối mắt.
Bây giờ các em thấy đây 50, đây 50 bằng nhau mà lại vô tình nằm ở vị trí sâu lên trong, vậy hai này song song. Đúng không? Trên tia AX, tia này là tia AX nha, tia phân giác này là tia AX nè. Trên tia AX này thầy lấy một điểm D sao cho từ A tới D bằng từ B tới C. Đó. Đây là điểm D. Rồi giờ nối góc ADC lại. Các em sẽ chứng minh được hai hàm giác này bằng nhau thôi. Hai hàm giác này bằng nhau theo trường hợp là cạnh góc so trong bằng nhau nè. À, góc 50 bằng nhau nè, rồi cạnh chung nè, cạnh góc cạnh. Lúc đó góc D sẽ bằng góc B là bằng 50 thôi. Bài này cũng vậy, vẽ hình xong các em thấy ok liền à. Bài này nó hù dọa mình vậy thôi chứ cũng dễ à. Góc XOY 140 là góc XOY. Lấy A trên này, lấy B trên này, rồi lấy C trên này, D trên này. Đây, A này, B này, C này, D này. Còn đây là O. À, đây là X. Đây là Y. OC bằng OA, OD bằng OB, rồi kem nối lại thôi. Nối B với D, nối A với D, à, nối B với C, A với D thì cắt nhau tại M. Thì lúc đó góc MOS, MOS là nó bằng nửa của cái góc XOY thôi. Kem tự chứng minh vẫn được mà. Đúng không? Phân giác. Như vậy lấy 140 chia đôi là 70. Chả có con nào khó. Bài này thầy giảng kỹ ở trước rồi nha. Nít số 2, nít số 3 gì đó không biết. 39 mấy cày. À, bài này thầy giảng rồi. Gọi số mấy cày từng đội là A, B, C cộng lại là bằng 39. Thì số mấy cày sẽ tỷ lệ với số ngày làm xong. Vậy là thầy có 2A nó bằng 3B và bằng 4C. Cái này làm rồi. Em quay lại nít số 1, số 2 gì đó. Thầy giải kỹ rồi. Và từ đây mình suy ra A phần chia, chia cả ba cái đó. A, 2A, 3B, 4C bằng nhau chia cho 12. Thì tạo thành ba kết quả mới bằng nhau nè. B phần 4 nè. Và bằng C phần 3 ha. 4 phần 12 là bằng 1 phần 3 đúng rồi. 3 phần 12, 1 phần 4 rồi ok. Rồi cộng lại thôi. 2 cộng B cộng C là bằng 39. 6 cộng 4 cộng 3 là bằng 13. Vậy đây bằng 3. Người ta bắt tính số máy cày của các đội là tính A, tính B, tính C đó, là bằng 18 nè, 12 nè và 9 nè. Xong 3, 18, 4, 3, 12, 3, 3 là 9. Có đúng mà. Xong 3, 18, 4, 3, 12, 3, 3 là 9 rồi ok. Cộng lại 39 mấy luôn. Bài này cũng giải rồi nhưng mà không nhớ kết quả. Thầy giải ở nít trước rồi nhưng mà không nhớ kết quả nổi. Vận tốc 45 nhân với thời gian là T1, vận tốc là 60 nhân với thời gian là T2. Như vậy là T1 trên 60 bằng T2 trên 45. Rồi. Như vậy nó sẽ bằng là T1 trừ T2. T1 trừ T2 là 40 phút, là mình đổi thành 2/3. Còn 60 chia 45, 60 chia 45 là bằng 4/3. À, 60 chia 45 là bằng 15 nhé. 60 trừ 45. Cái bài này thầy giải ở nít trước rất kỹ rồi các em nha. Có điều thầy quên đáp án, thầy đang mò lại thôi. 15 2/3. Thầy giải nhiều lắm, thầy giải cả 4 khối mà. 2/45. Vậy thời gian đi của xe thứ nhất là T1 sẽ bằng 60 x 2 chia 45 là bằng 8/3. Xe thứ nhất là đi trong vòng 8/3 giờ.
mà vận tốc là 45. Vậy quãng đường sẽ bằng 8/3 nhân 45, S bằng V nhân T. 120 kìa. Trí nhớ kỳ này kém quá. Chưa có bài nào khó nhờ. Rồi, bài này khó nè. Còn 9 phút phải không? Ok, chơi luôn. Không sao cả. Bây giờ kem để ý nè. Thầy đặt cả cái này bằng K đi. A1 trên A2 bằng A2 trên A1. A1 trên A2 sẽ bằng A2 trên A3 bằng vân vân bằng A2017 trên A2018 ha. Giờ ta đặt bằng K đây. Thì các em sẽ suy ra là A1 á là bằng A2 nhân K, đúng không? Mà A2 á thì lại bằng A3 nhân K. Vậy hóa ra nó bằng A3 nhân K mũ 2. Hiểu nổi không? Như vậy tới đây các em nhớ là A1 là bằng A3 nhân K mũ 2. Cái này để ngoặc cho các em dễ hiểu nè. Giờ A3 các em lại thấy là A3 là tiếp tục như vậy, nó là bằng A4 nhân K. A4 nhân K. Như vậy là cuối cùng nó bằng A4 nhân K mũ 3. Đó. Thấy quy luật chưa? Cứ vậy. Cho đến một ngày đẹp trời thì A1 sẽ bằng A2018 nhân cho K mũ bao nhiêu đây. Thì các em nhìn nè, A1 thì bằng A2 thì K mũ 1, A3 thì K mũ 2, còn A4 thì K mũ 3, thấy không? A2 thì K mũ 1 nè, A3 thì K mũ 2 nè, A4 thì K mũ 3. Vậy A2018 thì K ở đây sẽ là K mũ mấy? 2017 đúng không? Chứ gì nữa. Như vậy từ đây các em suy ra là gì? A1 trên A2018 sẽ bằng K mũ 2017. Đó là cái mình đang có trong tay. Mà đề lại cho các em gì? Mà đề lại cho chúng ta A1 trên A2018 là bằng -5 mũ 2017. Mũ này mũ lẻ, vậy thầy có thể ghi là -5. Tất cả mũ 2017 cũng được, hai cái đó vẫn bằng nhau. Như vậy các em thấy không? Vậy K này chính là -5 chứ cái quỷ gì, đúng không? Vậy K này chính là -5 nè. Vậy K chính là bằng -5 đó. Hiểu không? Không hiểu thì tu tới tu lui, thầy không có giảng nhiều đâu. Vậy K thực ra chính là -5 các em ạ. Đó, K chính là -5. Rồi tạm quên cái chuyện -5 đi. Thì các em thấy là những tỷ số này bằng nhau thì nó cũng bằng luôn cái tỷ số mới, đó là tổng của các cái tử. Tức là A1 này cộng cho A2 này, rồi cộng cho tới A2017. Rồi tương tự ở dưới cũng vậy. A2 cộng A3 cộng chấm 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 cộng cho tới A2018. Cái tỷ số thầy mới vừa lập xong nó sẽ bằng những tỷ số ban đầu. Mà những tỷ số ban đầu thì bằng K, tức là bằng -5 đó. Vậy thì các anh bạn mới xuất hiện này cũng sẽ bằng -5 thôi. Hiểu chưa?
Rồi, không hiểu phải không? Không hiểu thôi. Tu tới tu lui các em sẽ hiểu thôi. Em nào hiểu rồi, giơ tay. Rồi, xin chúc mừng các em ha. Kết quả là bằng âm 5 nha. Khó, bài này khó. Trình độ các em rất khó giải quyết bài này. Rồi, vẽ hình kia. Rồi, cái bài này nó cũng khá là phức tạp và khó. Thì thầy cóp riêng ra ngoài nháp thầy giải các em nha. Bây giờ các em theo dõi. Cho tam giác ABC có góc A bằng 100 độ. Thì thầy vẽ tam giác 100 độ. Tên là ABC ha. A đây, B đây và C đây. Hai tia phân giác của góc B và góc C. Chúng ta vẽ phân giác của góc B và góc C này. Đây, phân giác góc B đây. Vẽ tượng trưng thôi nhé. Phân giác góc C đây. Thì bài toán này nó cũng cái hình cái dạng của nó cũng khá quen thuộc. Hai tia phân giác này cắt nhau tại Y. Thì các em đã làm nhiều trong cái bài ví dụ mẫu ở trong khóa học V72 rồi. Thì nếu góc A này bằng 100 độ á, thì cái góc B lớn dưới này và cái góc C lớn dưới này cộng lại sẽ bằng 80. Và lúc đó là nửa góc B và nửa góc C ở bên dưới này cộng lại sẽ bằng 40. Hai góc đó cộng lại 40 thì suy ra cái góc BIC này này sẽ là 140 độ. Rồi, 140 độ. Đó là phản xạ của mình thôi. Chưa chắc phản xạ đó đã dùng đến ha. Thì phản xạ luôn, thầy nhắc lại. A này bằng 100. Góc B này với lại góc C này cộng lại là 80. Rồi lấy nửa góc B ở bên dưới cộng nửa góc C bên dưới là thành 40 ha. Hai góc này cộng lại 40 thì góc này sẽ là 140. Tiếp tục. Gọi CX là tia đối của tia CB. Nghe thầy vẽ tia CX là tia đối nè. Đó. Bên này là X ha. Rồi như vậy là vẽ tia phân giác BI. Xin lỗi, tia BI kéo dài ra cắt tia phân giác của góc ACX. Đây là tia phân giác góc ACX này, thầy vẽ đại ha. Vậy tia này nó nối dài ra nó cắt. Đó, tia BI cắt tia phân giác của góc ACX tại N. Chỗ này là N các em. Nhiệm vụ của các em là tính cái góc BNC này. BNC này là bằng bao nhiêu? Đó. Thực ra cũng đơn giản thôi các em. Bây giờ cái tia CI là phân giác của góc ACB. Còn cái tia này là phân giác của góc ACX. Thì hai tia phân giác của hai góc kề bù thì sẽ tạo với nhau một góc vuông các em nhé. Chỗ này sẽ bằng 90 độ này. Hai góc này cộng lại sẽ bằng 90 độ này. Thầy ký hiệu luôn. Đây. Góc này. Góc ICN sẽ bằng 90 độ. Bởi vì là tia phân giác của hai góc kề bù ha. Góc ACB cộng cho góc ACX là bằng 180. Mà hai góc này mỗi góc mình lấy một nửa. Bên này mình lấy góc ACB mình lấy nửa này nè. Góc ACI. Còn góc ACX á thì mình lấy cái nửa là góc AC này ha. Đó. Thì hai góc này cộng lại sẽ bằng 90 độ. Các em ngẫm nghĩ đi là hiểu liền à. Như vậy muốn tính góc N này nè. Góc BNC là góc mình cần tính gì nữa? Thì các em nhờ cái tam giác vuông NCI này nha. Thì góc vuông rồi thì muốn tính cái góc BNC này chúng ta chỉ việc tính cái góc này thôi, lấy 90 độ trừ ra thôi. Thì các em để ý cái góc BIC hồi nãy thầy phân tích là bằng 140 rồi. Thì góc kề bù bên cạnh của nó là sẽ bằng 40 nha. Như vậy phản xạ đó là cần dùng tới đó các em. 40. Rồi xét tam giác NCI. Vuông ở đó, ở C mà góc này 40 như vậy góc N này sẽ bằng 50 độ. Bài toán đã được giải xong. Đó.
thì góc BNC này sẽ bằng 50 độ các em nhé. Rồi, tạm biệt các em ha. Các em có hiểu không vậy? Cái tia phân giác của hai góc kề bù sẽ tạo với nhau một góc vuông nhé. Ví dụ ở đây thì gọi đây là A độ đi, cái góc này là A độ nè. Thì sợ các em không hiểu chỗ này thôi, thì góc bên cạnh cũng là A độ ha, phân giác mà. Rồi thầy gọi góc này là B độ, thì góc bên cạnh cũng là B độ. Mà B cộng A cộng A là nó thành cái góc BGX nè, là 180 độ luôn nè. Vậy mình lấy 1 phần 2 chỗ này cộng 1 phần 2 chỗ này, hai nửa này cộng lại sẽ bằng 90 độ đó mà. Đó, cái mấu chốt là chỗ đó thôi. Vậy tóm lại là góc BNC sẽ bằng 50 độ các em nhé. Rồi, vậy ta nộp bài là xong.